dâng bao căm hờn. Lối nhỏ xưa đâu còn và dung nhan thuở ấy, tôi biết đâu mà tìm màu trắng xưa dịu hiền. Còn lại mấy đêm xin được mình chào tất cả các bác đã quay trở lại với cảm thanh Michael Audio. Được các bác quan tâm rất là nhiều đến những dòng lọc cao cấp cho da giải âm mềm mại cũng như là sạch để hát karaoke cũng như là nghe nhạc chuyên sâu. Thì trong cái video này em cũng đang tiện test những chiếc lọc để gửi về Hồ Chí Minh các bác nhé. Thì em cũng sẽ chia sẻ luôn với các bác dòng lọc đến từ thương hiệu của Anh Quốc Bái Xịn các bác nhé. Calentic. Dòng lọc size 3U, đó, size 3U, hai mạch tầng riêng biệt các bác nhé. Các bác có thể cảm nhận được khi mà em cũng chưa nói đến gì sâu thì về cái chất lượng tiếng cho da khi mà em gảy cái giải cần tép cũng như giải lời cũng như giải bát lên rất là hay các bác nhé, sạch đó các bác nhé. Bát ở đây thì rất là sâu, lời khi mà các bác cảm giác thiếu các bác đẩy lên thì rất là rõ ràng. Và cái phần tép thì rất là chi tiết các bác nhé. Và hay đó. Hiện tại thì em đang sử dụng một kênh bên trên các bác nhé, đó, chưa sử dụng kênh thứ hai, để các bác có thể cảm nhận được rõ nét hơn cái dòng này nó cho ra chất lượng như thế nào các bác nhé. Gió cuộn mây đưa về, đây là không qua lọc các bác nhé. Chờ tôi khu phố xưa điều tàn vì tay quân giặc thù, nghẹn ngào tôi nghe như trời đất bơ đó. Tiếng chép cho ra rất là mịn và chi tiết, cái độ sạch tiếng rất là cao đó. Ở đây thì bắt đầu em sẽ sử dụng cái kênh thứ hai này, cũng sẽ chỉnh như bên trên các bác nhé. Giải bát này các bác thích nghe những dòng loa mà đầm tiếng bát đó, giải xuống sâu thì các bác chơi ở những cái giải từ 40, 50, 63 này, 80 này sẽ đầm các bác nhá, nghe nó rất là êm khi các bác sử dụng như kiểu các bác đang sử dụng thêm một chiếc súp nữa các bác nhá. Đẩy giải từ 40 cho đến 80 thì cái giải bát rất là sâu. Đấy, hiện tại em đang sử dụng với đôi loa B3 bát 40 các bác nhé. Đó, với đôi này thì giải bát cũng xuống vừa phải thôi, nhưng mà khi mà đẩy thêm cả cần lọc nữa thì cũng rất là đầm. Với không gian này nghe vừa phải như vậy thì rất là hay các bác nhé. Rất là tí tách từ giải tép, lời sáng cũng như là bát rất là đầm. Hiện tại thì em đang đấu nối rất là đơn giản thôi. Tín hiệu em sẽ cho từ chiếc laptop này, đi thẳng về phía đằng sau này các bác nhé. Đó, về phía đằng sau này thì tín hiệu vào đây và ra sẽ là hai cổng Canon này các bác nhé. Đó, xuống đẩy đó để test thực tế để các bác có thể cảm nhận được một chiếc lọc hay đó, chi tiết nó như thế nào, cao cấp nó như thế nào các bác nhé. Đó, những cái dòng này ấy, thì các bác để ý những cái rắc này nó đều được mạ hết các bác nhé, cho nên là nó không có hiện tượng gì đâu. Đó, những cái rắc này, cái lô hàng này bên em về rất là đẹp, hiện tại thì còn đâu đó 16 chiếc. Hôm vừa rồi là em có lên video cách đây cũng hơn 2 tháng là số lượng là 32 chiếc các bác nhé. Đó, thì
in can các bác nhé. Calentenic đó, dòng này là đến từ thương hiệu của Anh Quốc các bác nhé, chuẩn xịn nhá. Dòng điện sẽ là 110 và 220 suốt đi các nước châu Âu luôn các bác nhé. Đó, các bác cùng nghe nhỏ nhẹ nhưng mà rất là hay. Đặc biệt thì với dòng này thì cái tông màu mặt trước là phay nhưng mà nó đều là kiểu màu tím các bác nhé, màu tím. Đó, nhiều bác nói là màu tím thủy chung đó. Các bác muốn lọc nhiều thì tăng cái volume tổng lên các bác nhé. Đó. Em cho ít lời nhá. Đó. Nhưng mà quá nhiều lời. Đó. Các bạn để ý ở đây thì có những cái nút để các bác có thể xử lý này. Thứ nhất đó là cắt giải từ 80 này. Với cái phần cắt giải này khi các ấn vào như thế này thì có những cái nhạc ù này, các bác để ý nhá. Bình thường các bác sử dụng những cái giải này để đầm đúng không ạ? Đó, từ 25 đến 80 đầm này. Khi mà các bác ấn cái nút này vào ấy thì cái giải đầm nó sẽ mất đi. Cái thứ hai đó là khi mà có những cái bài nhạc ấy quá nhiều trống nó bị ù thì nó sẽ cắt các bác nhá, nó sẽ cắt cái giải này đi, khoảng này đi, nó sẽ hạ xuống, có nghĩa là nó hạ như thế này. Đó, cái giải 80 nó là như vậy. Cái nút ấn này. Và cái 12K này là giải tép các bác nhá. Đó, là giải tép. Các bác để ý khi mà các bác ấn vào đây thì cái giải tép mịn cũng như là cái giải tép sáng thì nó sẽ cắt bớt đi. Có nghĩa là có những cái bài nhạc nó sẽ chói các bác không ạ? Chói tính tép thì bắt đầu các bác ấn cái nút này thì nó sẽ hạ bớt. Nhưng mà với cái mức độ là giải các bác mở to các bác nhá, mở công suất lớn đó thì nó sẽ xử lý nhá. Nếu mà các bác để mở công suất nhỏ như vậy thì các bác sẽ không phát hiện được. Đó, vì cái giải nó lên rất là thấp. Còn khi mà các bác mở cao, mở to lên ấy, thì cái giải rất là cao nên thành ra khi ấn vào là nó sẽ thể hiện ngay. Đó, để cắt kiểu như là đầu cuối các bác. Đó, giải ù này, giải chói này. Đó, nó như vậy, có nghĩa là quá nhiều cái giải thì nó sẽ cắt mất đi. Đây. Đó. Đó, sẽ đầm hơn này. Đó, độ tép sẽ mịn hơn này. Các bác mở nhỏ sẽ không phát hiện được, nhưng mà các bác mở to lên thì nó sẽ cắt, nó xử lý ngay các bác nhé. Với dòng là Calentenic này thì một cái dòng hàng phải nói là được các bác tìm rất là nhiều, chơi rất là nhiều. Các bạn đã chơi qua thì rất là ưng ý về cái độ chất của nó cũng như là bền bỉ các bác nhé. Còn các bác xem cái nội thất thì có thể xem ở trên cái video của bên em. Có rất là nhiều cái video bên em có view cái nội thất bên trong. Những cái dòng tụ cao cấp và chất lượng sẽ nằm ở mạch bên trước này. Rất là đẹp các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em qua số hotline 0977 434 361 các bác nhé. Đó, rất là đẹp. Xin chào tất cả các bác, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.